Đây từng là một pháo đài của Manchester United khi huấn luyện viên Alex Ferguson còn tại vị, với những chiến tích cùng danh hiệu lớn nhỏ tại đây. Thế nhưng bây giờ thì họ lại đang phải chật vật tìm lại ánh hào quang sau khi huấn luyện viên Ferguson giải nghệ vào năm 2013. Chelsea đang bước ra sân. Huấn luyện viên đã sử dụng sơ đồ 4-4-2 trong trận đấu ngày hôm nay. Có lẽ ông đang muốn chơi hai tiền đạo nhằm tạo áp lực lên hàng phòng ngự của đối phương. Manchester United đang bước ra sân. Họ đang ra sân với sơ đồ chiến thuật là 4-3-3. Hôm nay sẽ thi đấu với 3 tiền đạo ở trên nhằm gia tăng khả năng gây áp lực. Trọng tài đã cho bắt đầu trận đấu với quyền giao bóng thuộc về Manchester United. Scott McTominay. Đó là pha phản công. Bàn mở tỷ số của trận đấu. Chúng ta đã chờ đợi rất lâu cho khoảnh khắc này. Đó là một chân sút đẳng cấp, một cơ hội không thể tuyệt vời hơn. Ở góc độ này chúng ta có thể thấy rõ bàn thắng được ghi ấn tượng như thế nào. Tỷ số hiện đang là 1-0. Một tình huống kiên trì đeo bám và anh ấy đã đoạt lại bóng rồi. Michael Ballack. Một pha chuyền bóng chính xác. Thủ môn đã cản phá được cú dứt điểm vừa rồi, không có gì khó khăn cả. Amrabat. Anh ấy đã đuổi theo để giành lại quả bóng vừa rồi trong chân đối thủ. Một tình huống phản công nhanh. Thủ môn đã ôm gọn trái bóng trong tay. Một đường chuyền bằng đầu tốt. Đi đến Drogba. Thủ môn đã cản phá xuất sắc và anh ấy đã bắt gọn trái bóng rồi. Họ tiếp tục giữ quyền kiểm soát bóng với đường chuyền bằng đầu vừa rồi. Đường chuyền đã bị ngăn chặn của Bruno Fernandes. Didier Drogba. Đó là bàn thắng cho Chelsea. Bàn thắng thứ hai cho anh ấy trong trận đấu hôm nay. Một ngày thi đấu bùng nổ. Vâng, chúng ta đang được xem lại bàn thắng ở một góc rất tuyệt vời. Trận đấu đang có tỷ số 2-0. Ném biên cho Manchester United. Scott McTominay. Pha tạt bóng tốt nhưng bây giờ họ sẽ phải chịu quả ném biên. Luke Shaw, Rhys James, Michael Ballack. Đó là tình huống việt vị, anh ấy đã di chuyển quá sớm.
Scott McTominay. Pha cứu thua tốt và anh ấy đã bắt dính quả bóng đó. Bóng đã trở lại với chân cầu thủ ấy. Fofana. Rhys James. Bruno Fernandes. Vâng, đó là một pha đánh chặn ngay giữa sân. Luke Shaw. Scott McTominay. Didier Drogba. Cơ hội để tổ chức một tình huống phản công cho đội bóng. Đó là tình huống bất bóng trong vòng cấm rất nguy hiểm. Đó là tình huống phạm lỗi của Chelsea. Trọng tài đã cho 3 phút bù giờ ở hiệp đấu này. Amrabat. Bruno Fernandes. Bốn mươi lăm phút đầu tiên. Chelsea đã có màn trình diễn tốt trong hiệp một và chúng ta sẽ cùng chờ xem họ thể hiện thế nào trong hiệp đấu thứ hai. Đó là tình huống phạm lỗi của Manchester United. Anh ấy xứng đáng nhận chiếc thẻ vàng vừa rồi sau pha vào bóng nguy hiểm đó. Michael Ballack. Phía trước chúng ta là tình huống phạt góc của Chelsea. Aubameyang đã rơi vào bẫy việt vị. Fofana. Bóng đã được đưa vào vòng cấm sau pha tạt bóng vừa rồi. Cú sút đơn giản và thủ môn đã không gặp khó khăn để ngăn cản. Aubameyang. Gianfranco Zola. Đó là pha phản công. Victor Lindelof. Ném biên cho Chelsea. Rhys James. Tình huống tạo bóng chuẩn xác và giờ họ sẽ phải chịu quả ném biên. Didier Drogba. Đó là cú sút. Cú hat-trick. Phong độ chói sáng trong ngày hôm nay của Aubameyang. Bàn thắng quá đẹp mắt. Anh đã lập được cú hat-trick trong ngày hôm nay. Ở góc độ này chúng ta có thể thấy rõ bàn thắng được ghi ấn tượng như thế nào. Trận đấu đang có tỷ số 3-0. Scott McTominay. Đó là tình huống phòng ngự mẫu mực. Và giờ họ tổ chức tình huống phản công. Và cú thua tuyệt vời của thủ môn đã từ chối bàn thắng đó. Huấn luyện viên lúc này chắc hẳn đang rất tức giận với sai lầm ngỡ ngẩn vừa rồi của thủ môn. Hãy nhìn xem, anh ấy đã có một pha ghi bàn đẳng cấp. Trận đấu đang có tỷ số 4-0. Một ngày thi đấu dễ dàng khi họ đã tạo ra khoảng cách rất lớn với đối thủ. Giờ đây thì họ chỉ còn chờ đợi tiếng còi kết thúc trận đấu mà thôi. Scott McTominay.
Đó là tình huống phạm lỗi của Chelsea. Harry Maguire, đó là pha phản lưới, anh ấy đang vô cùng thất vọng. Đó là bàn thua khá đáng trách, hậu vệ đã phản lưới nhà. Vâng, chúng ta đang được xem lại bàn thắng ở một góc rất tuyệt vời. Vâng, tỷ số lúc này đang là 4-1. Một bàn thắng danh dự, nó không có ý nghĩa về mặt tỷ số nhưng nó cho thấy nỗ lực của đội bóng này. Trận đấu chỉ còn 9 phút nữa. Christian Eriksen. Công sút đã mở ra cơ hội đến dứt điểm. Và cứu thủ tốt, và anh ấy đã bắt dính quả bóng đó. Thi đấu tập trung, thủ môn đã cản phá được cú sút vừa rồi. Ngày thi đấu chói sáng của anh ấy. Aubameyang. Victor Lindelof đã xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ để thực hiện pha tắc bóng đó. Vâng, đó là 3 phút bù giờ. Rashford. Vâng, trận đấu kết thúc với tỷ số 4-1. Một ngày thi đấu chói sáng của các cầu thủ. Họ áp đảo đối phương trong suốt thời gian thi đấu ở trận đấu ngày hôm nay và chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng. Đó là pha phản công. Bàn mở tỷ số của trận đấu. Chúng ta đã chờ đợi rất lâu cho khoảnh khắc này. Didier Drogba. Đó là bàn thắng cho Chelsea. Đó là cú sút, cú hat-trick, phong độ chói sáng trong ngày hôm nay của Aubameyang. Và giờ họ tổ chức tình huống phản công. Và cú thua tuyệt vời của thủ môn đã từ chối bàn thắng đó. Harry Maguire. Đó là pha phản lưới, anh ấy đang vô cùng thất vọng. Đó là bàn thua khá đáng trách, hậu vệ đã phản lưới nhà. Công sút đã mở ra cơ hội đến dứt điểm và cứu thủ tốt, và anh ấy đã bắt dính quả bóng đó.